Trên chợ của em thì có một cái bài toán của cái đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm 2019 của Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh đó. Có một cái đề, có một cái câu hình học như thế này: cho hình chớp SABC có cái SA bằng 2, SC bằng 4, SC bằng 4, SA thì bằng 6, còn cái cạnh AB là bằng 2 căn 10. Nó cho cái góc SBC này bằng 90 độ, còn cái góc ASC này đó là bằng 120, N là trung điểm của SC. Đó. Bây giờ là có một cái mặt phẳng B, nó chứa cái BN này và nó vuông góc với cái mặt phẳng SAC, và cái mặt phẳng đó thì nó cắt SA tại M. Cái đề bài yêu cầu là tính thể tích của hai cái khối chớp là SBMN với SBAC. Thì cái bài này á, trước tiên á, là mình từ từ cái đề đó, mình sẽ suy ra được cái này. Bây giờ cái đề này đó là cái tam giác SBC này là nó vuông tại B nè, vuông tại B mà cái cạnh SC này là bằng 4. Đúng không? Cạnh SC bằng 4. Đó, cạnh SC bằng 4 và cái cạnh BS bằng 2, tức là cái cạnh kề của cái góc S này nè bằng 2, còn cạnh quyền cũng bằng 4. Đúng không? Cạnh kề bằng 2, cạnh kề bằng phân nửa cạnh quyền. Như vậy thì cái góc mà cái góc nhọn mà cái cạnh kề này, tức là góc S BSC đó, BSC nó bằng 60 độ. Đó. Và khi đó mình lấy N là trung điểm của SC thì lúc này SN đó là nó bằng 2. Đó. Tam giác S BN nó phải là tam giác đều. Thì nó là tam giác cân mà có góc 60 độ thì nó là tam giác đều. Và cạnh nó bằng 2 luôn. Có nghĩa là BN cũng bằng 2. Giờ cũng cái từ cái đề nó cho đó thì chúng ta thấy là cái tam giác BSA này là tam giác vuông, tại vì cái cạnh AB này mà em bình phương lên đó là nó bằng 40 nè, AB bình phương 40 đó. Còn cái SB bình phương là 4 nè, SA bình phương 36, 36 cộng 4 là bằng 40, tức là nó thỏa mãn định lý Pythagore, cho nên cái góc BSA này bằng 90 độ. BSA bằng 90 độ. Bây giờ chúng ta gọi H là hình chiếu của gọi H là hình chiếu của B lên cái MN. Thì chúng ta sẽ suy ra được cái BH là nó sẽ vuông góc với mặt phẳng SAC luôn. Thì theo tính chất của cái hai mặt phẳng vuông góc đó. Hai mặt phẳng vuông góc thì cái mặt phẳng B nó vuông góc với mặt phẳng SAC nè, mà trên mặt phẳng B mình có một cái đường BH này vuông góc với giao tuyến MN thì nó cũng sẽ vuông với mặt phẳng SAC. Đấy. Mà BH nó vuông với SAC thì có nghĩa là BH nó cũng vuông với SA. Là từ cái nhận xét từ cái trên cái đề này đó, thì mình có là cái tam giác BSA là nó vuông tại S, tức là SA nó vuông với SB rồi. SA vuông SB mà bây giờ đó từ cái điều là mình cho đó thì đó là cái SA nó lại vuông góc với BH nữa. Đấy thì mình thấy là SA nè vuông với BH. SA vuông với BH. Rồi SA nó cũng vuông với gì? BS nữa. Vậy thì cái SA này nó vuông vuông với BSH. SA vuông với BSH. Không. Như vậy thì SA mà nó vuông với BSH thì suy ra SH nó cũng vuông với SH. Không, SA vuông với SH. Đấy. Mà bây giờ đề nó cho là cái góc ASC này bằng 120 rồi. ASC bằng 120. Mà cái ASH là nó chiếm 90 rồi. Như vậy thì suy ra được là cái góc góc HSN này nó còn là 30 độ. Đúng không? HSN này 30 độ nè. Đó.
Bây giờ chúng ta lại xét tiếp là hai cái tam giác SHB, SHB và NHB, NHB tam giác SHB là tam giác này. Tam giác SHB là tam giác này. À, tam giác SHB này. Rồi tam giác NHB là tam giác này. NHB. Đó, hai cái tam giác này đó là nó bằng nhau. Tại vì nó đều có đều vuông tại H hết, vuông tại H hết. Vuông tại H là do cái BH đó là mình là dựng BH đó là nó cái BH là vuông với một phẳng SAC. Thì có nghĩa là BH nó cũng vuông với SH và BH nó cũng vuông với HN. Hai tam giác này nó đều vuông với vuông tại H hết. Và nó lại có cái cạnh chung là HB. Cạnh chung là HB. Không, cạnh chung là HB. Để tô đậm cái HB này đó, HB là cạnh chung này. Đó, và cái cạnh BS BS bằng BN bằng 2. Tại do ở trên đây mình đã suy ra được cái tam giác này là tam giác đều rồi. Tam giác này tam giác đều rồi. À, tức là SNB là tam giác đều. Cho nên là SB bằng NB bằng 2. Đó. Vậy thì cái tam giác hai cái tam giác vuông này nó bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền với cạnh góc vuông. Không? Trường hợp này là cạnh quyền với cạnh góc vuông. Như vậy thì hai cái tam giác này bằng nhau thì mình sẽ suy ra được là hai cái cạnh góc vuông còn lại nó bằng nhau. Tức là mình sẽ suy ra được hai cạnh góc vuông này còn bằng lại bằng nhau nè. Tức là HS bằng HN. Đó. Nhưng mà cái tam giác hai cái tam giác này là tam giác. Vậy thì cái tam giác là SHN là cân cân tại H mà cân tại H và cái góc này lúc nãy mình suy ra được nó 30. Cho nên cái góc còn lại cũng 30 luôn. Và do cái góc này nó 30 cho nên là mình sẽ suy ra được là cái cạnh SH bằng HN. Đấy, mình sử dụng định lý hàm sin. Sử dụng định lý hàm sin là chúng ta sẽ tính được cái SH. Tại vì chúng ta có là các em chú ý nè. Đấy, chúng ta có cái gì? Ở đây đó là định lý hàm sin thì mình sẽ có cái SH bình cộng cho cái HN bình HN bình không rồi cái trừ cho hai lần SH HN nhân cho cos của 120 độ. Cos 120 độ tức là cos của góc H này nè, cos góc H này. Không. À, lúc này nó sẽ bằng gì? Bằng 4. Bằng 4 mới tức là bằng SN bình đó. SN bình. Đó. SN này nó bằng bằng 2 nè. Đó. Nhưng mà cái SH với HN nó bằng nhau. Không. SH, HN bằng nhau và lưu ý cái cos này là bằng 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 trừ 1,2 nữa. Thì cho nên là chỗ này nó sẽ là tương đương là 3 lần cái SH bình. Đó. Nó sẽ bằng là SN bình. Tức là bằng 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 4, bằng 4 luôn, bằng 4. Vậy thì suy ra SH bình nó sẽ bằng cái gì? 4 phần phần 3. Đấy. Thì mình lấy căn bậc 2 ra thì mình sẽ được SH nó sẽ bằng 2 2 phần căn 3. Nha. 2 phần căn 3. Đấy. Như vậy thì ở đây đó là mình sẽ suy ra được là ngoài ra đó thì do cái tam giác này là tam giác cân cho nên là góc này 120 nè. Góc này 120 vậy thì góc còn lại là 60, góc H bên đây là 60 nè. Thấy không? Đó, thì góc H bên đây là 60. Mà góc H bên đây là 60 thì cái tam giác lúc nãy mình đã chứng minh là cái SA này nó vuông góc với cái SH. SA chính là MS luôn đó, MS nó vuông góc với gì đây? Nó vuông góc với SH. Vuông góc tại đây mà góc này bằng 60. Đúng không? Đấy, cho nên là
cái tăng với 60 là bằng căn 3, và tăng 60 bằng căn 3, tăng 60 thì bằng SM chia SH là bằng căn 3. Như vậy thì SM nó sẽ bằng SH nhân căn 3. SM bằng SH nhân căn 3, tức là mà SH đó thì nó bằng 2 chia căn 3 rồi. 2 chia căn 3 mà nhân thêm căn 3 nữa bằng 2. Như vậy thì mình sẽ được SM bằng 2. Từ đó mình suy ra cái tỷ số thể tích nè. Tỷ số thể tích của cái khối SBMN chia chia cho thể tích của SBAC thì nó bằng SM chia SA nhân cho SN chia SC. Đấy, thì cái tỷ số này bằng 1/6.